Nam mô A Di Đà Phật. Dạ lời kính thưa thầy. Kính thưa chú thứ năm nơi đạo tràng thanh tịnh. Kính thưa quý ông bà cô bác hiện diện kính mến. Thì hôm nay được duyên lành cháu đến nơi đây để khóa nhận Phật nơi gia đình của chú năm. Thì thấy tất cả cô bác ngồi niệm Phật với tư thế trang nghiêm, và mọi người có một cái quyết tâm để chọn cho mình một cái hướng đi về con đường cực lạc vãng sanh. Thì con thiết nghĩ đây là một hạnh nguyện rất là tốt. Khi tuổi còn trẻ đó, mình lo cho bản thân, còn khi lớn lên trung niên đó là lo cho cuộc sống gia đình. Còn bây giờ tuổi đã cao thế này, cô bác phải chọn cái hướng lo cho linh hồn của mình là phải rồi đó. Vì Phật dạy ai ở trăm năm cũng phải về, hành trang sẽ chẳng liệu cho thê, của tiền vật chất trăm muôn chuyện, đạo đức tinh anh giữ trọn bề, phú quý vinh hoa dường mộng ảo, mồi danh cảm lại chuyện nội kê, sao bằng tinh tấn theo đường Phật, cực lạc liên hoa sẽ giữ kề. Ở đây mình sống trong cuộc đời này là cái cảnh giả hả cô bác, chứ cái cảnh thiệt của mình ở trên kia kìa. Thầy giới thiệu là cũng gốc ngày Thượng Đế xuống trần, nhưng mà do gì ở chợ xuống đây rồi cái mê cảnh trần gian nhiều quá cho mình không chịu gì cảnh. Nhưng thầy nói thấy thanh chúng quá ghiền cảnh tột thiệt, ta cứ ngỡ xuống trần chơi một chút nào về ở mãi tới hôm nay, không biết bao nhiêu đời bao nhiêu kiếp rồi mình ở đây mãi hoài không chịu về. Nên nếu thầy ngày giới thiệu cái đoạn bài thu đã cuối đó, thấy sanh chúng quá điền cảnh tục nên nhiều lần dục thúc vô dân, bạch chinh giữ lấy nghĩa nhân, muốn về đổi Phật phải đập thân khỏi trần. Giàu nghèo cũng cần tu mau chóng, đừng dội quên bỏ trống nhà xưa. Mình có ở chỗ nha, cõi đời vì quá thích ưa, từ lâu lối cũ mà nhà xưa không về. Mẹ mãi gối đang chờ bên cửa, cha đau lòng ngóng kẻ bên đường, con lành khá sớm bãi vương, quay về lo việc lửa hương sớm chiều. Sáng chiều cúng lại là cái con đường mình đi về cực lạc, như nãy chú hai đọc cái bài cúng đó. Nam mô ngũ nguyện cầu tổ Phật thầy từ bi xá tội đệ tử, tiêu tai tịnh sự trí huệ thông minh để đạo quả rồi mình về sẵn. Chuyến này về chợ ảnh cho ở đây hoài khổ lắm, trần thế chỉ là chốn tạm nương, cũng như quán trọ ở ven đường, mỗi người là khách dừng chân tạm rồi sẽ đi về chốn diễn phương. Trần khỏi đời này gẫm lại gắt nên ghê, dời đổi tan thương khổ đủ bề, tài sắc tranh đua trong biển nghiệp, lợi danh câu nhữ giữa đường mê, ta bà đắc khách giờ tạm ở, cực lạc quê xưa nhất định về. Cái này mình dịch chẩn nha, con thấy cô bác mình niệm Phật như thế này là mình chọn con đường về thôi. Mà khi trở về nhà mà mình niệm Phật như thế này hoài là bảo đảm con đường về mình chắc. Nhưng mà đa số cuộc sống của mình vì hoàn cảnh cơm áo gạo tiền, cái cuộc sống khó khăn, đôi lúc nhiều khi mình tu nó không được nguyên mật. Chứ con nói mà ai mà tu hành như ở cái khóa niệm Phật đó là đắc đạo mất tiêu rồi. Nhưng mà lại quay cái tinh thần mình nó bị thay đổi. Thì tới đạo tràng á, gặp Phật cái muốn tu, mà về tới nhà lu bu cái muốn nghỉ, nó thay đổi hoài. Điên đảo lòng con nổi đạo đời, đời con lầm lạc liếng mê chơi, đạo thì cũng muốn tu thành Phật, mà theo đạo con lại tiếc đời. Cái tâm nó cứ thay đổi hoài, cho nên mình nó bị chi phối theo nghiệp sống của thế gian, tu theo nước lớn rồng bèn thả trôi. Nên Đức Thầy dạy mình á, cứ một đàn thẳng bẩn mà mê, ôi chuyện đó mới là mầu nhiệm. Để con kể mỗi chuyện này con đố cô bác là cái tựa gì nha. Nói có anh nhà nghèo lại tới ông bá hộ xin việc làm. Bá hộ nói công việc của anh là cầm cái búa anh đốn tre, nếu đốn nhiều chừng nào á thì lương cao đấy. Cái ngày thứ nhất anh đốn 4 tiếng đồng hồ mà được 20 cây tre. Cái ngày thứ nhì đốn 6 tiếng mà còn đếm lại còn 15 cây. Sao lạ quá, ngày qua mình đốn ít mà tre nhiều, bữa nay đốn nhiều mà tre ít. Qua cái ngày thứ ba đốn 8 tiếng đồng hồ mà kiểm lại từ sáng tới chiều kiếm lại còn có 10 cây. Ba đống tre khác nhau, mà cái ngày thứ nhất thời gian ít, đống tre nó lớn 20 cây. Ngày thứ nhì đốn 6 tiếng đồng hồ
còn lại 15 cây. Ngày cuối đốn 8 tiếng đồng hồ, tối một ngày luôn, còn lại có 10 cây. Không hiểu sao hồi đó khóc hoài. Ông bá hộ hỏi sao khóc, nó dạ thưa ông, con cũng siêng năng mà con không biết sao kỳ. Con đốn hàng ngày nó càng tích cực mà tre nó không có bao nhiêu chứ, ông cũng thông cảm giùm. Bá hộ nhìn ba cái đống tre ông biết. Cái đống tre thứ nhất á, là cái nhát búa ít xịu mà. Mới đầu cái búa nó bén. Còn qua cái ngày thứ nhì đó ha, mấy cái nhát búa nó nhiều hơn ngày hôm qua. Tới cái ngày thứ ba là nhát búa nó càng nhiều hơn. Ông hỏi cho con đốn, hai ngày nay con có mài cái búa không con? Lắc đầu dạ thưa ông, con đốn đốn chứ con quên mài búa không phải rồi. Là do gì không có mài cái búa. Đó. Đó. Cái sự là do gì không mài búa, cho nên lắc đầu cái búa nó bén chặt một hai cái là đến cái tre. Qua ngày thứ nhì thứ ba búa càng ngày nó càng đục, cho nên chặt nhiều mà búa nó không, cây nó không đứt được trên. Thì cái sự tu của mình gì đó cô bác, con nói cấp đầu mình mới có tâm tu, búa mình bén lắm chú hai, thời gian nó lục không ra. Cấp đầu con nói cần gian cái việc mới phát tâm là bỏ cái một hết trơn, tu thời gian nó dính đời hết là do cái búa nó bị lục. Cấp đầu mới phát tâm tu, ai nói nặng nói nhẹ thì bỏ hết trơn, tu thời gian ai nói nặng mình nói nặng lại nha, nó nóng lên rồi búa nó bén lên nó lục lại rồi. Cấp đầu tu hỷ xả hết mà thời gian sao tự nhiên dâu nó nặng, tự nhiên buồn nhớ hoài bỏ cơm là do bố mình nó lục nữa. Dạ, mài gâm chí cho tinh cho khiết, quên gâm trí huệ đó. Cấp đầu là mai dương nó hải hùng, còn tu thời gian quên gâm lục nhắc cho mai dương mỉm cười luôn. Là do gì cái phiền não mình kêu nó tẩy chặt hết trơn, do đó mà cái cuộc sống này cái mê nhiễm nó vẫn còn mãi mãi hoài. Bởi cho nên có một cái ông chú đó, ông hỏi sao mà có người ta tu á, đi đâu ai cũng quý, cũng trọng, cũng thương, cũng mến chứ á. Còn có người sao tu tới đâu ta gặp người ta cũng ngó lơ, người ta gặp người ta trốn hết trơn, sao kỳ đi. Cái ông ấy thiện trả lời, ông nói tại vì đồng thời cái máy cu le, mà cái máy nào mà gắn dịch xuôi đó cho nên ta chạy tới, còn kia gắn dịch ngược cho nên chở cái xe. Cái ông tu chúng, tu tốt, tu đàng hoàng đó là chuyện dịch xuôi, nó chạy tới hoài, đi tới đâu tôi quý trọng tới đó. Người tu như thể bá tầm, còn kia ông tu ngược hướng rồi, cho nên gắn cái dịch ngược, nhưng chạy chi đe, tới đâu người ta sợ tới đó, tới đâu tôi trốn tới đó. Rồi do gì tu sai đúng không? Dạ. Dạ đúng rồi. Thì cái sự tu đó thưa cô bác, không có phải là tu lâu mà giỏi đâu. Tu mau tu ít đấy nghe, mà ta biết siêng năng sửa chữa đó, thì những người đó mới tới nơi tới chốn. Tu lâu mà chẳng chùi lao không bằng những kẻ mới vào siêng năng. Không phải tắm với sông lâu mà sạch đâu, tắm lâu mà không kỳ những tấm gông còn dữ hơn nữa, phải không? Dạ. Mấy cái người mà ta mới tắm 5-1 hồ ta chịu kỳ lên ta sạch tắt liền, còn tắm cho 2 tiếng hồ ngâm lên tấm gông mặt tấm gông. Dạ. Cho nên hôm nay mới là tu lâu á mà chẳng đạt quyền thâm, phần nhiều khẩu Phật á mà tâm khổ xài, chỉ lo dọn dẹp ngoài da bên trong bỏ phế như là rừng quanh, dối lòng dối cả thế gian, tu theo lối ấy tội càng lớn thêm, là do không có mài búa nó lục nhắc hoài, cho nên là tới đâu là ta nó chặt đâu có đứt đâu. Bởi trên cửa sơn đó cô bác thấy ta vẽ cái chị thuyền Bát Nhã lạ lắm nghe. Ở trong cái thuyền á là từ bên đây nè, nước đưa về bên Cực Lạc, tới khu bên kia. Trong thuyền á, người ta đấy tóc ngắn, người ta ngồi thiền cũng có nè. Anthony bỏ một thùng là Migoma, là tóc quăng, đầu đỏ, ngồi trên thuyền nhóc ở trên. Còn lại mấy ông đạo để đầu tóc ngồi trên bờ khóc ở trên. Những cái người mặc đồ bình thường mà người ta lên thuyền, ta về bên kia được. Còn mấy ông đạo đầu tóc ngồi ở trên khóc. Hỏi sao vậy? Ở sao để tóc mà ổng ngồi khóc, tại vì để tóc mà ổng lo nó dốc không. Phải không? Để tóc mà nó dốc cho nên nó lợi. Còn ta là thích đời mà ta nói thiệt, ta đâu nói đàng hoàng. Cho nên đạo Phật là không có cần cái hình tướng, tại cái tướng là cái biểu hiện thôi. Nếu cái tướng là đắc đạo, để tóc là đắc đạo mất tiêu rồi, phải không? Cho nên là cái đạo á là quan trọng là mình trao sửa tâm hồn của mình, trao sửa lời nói, trao sửa hành động, tắt đi thì hình thức nào cũng chấp được hết. Đúng rồi, rồi đâu cũng sửa địa thì mới mau. Vậy thì thưa cô bác, đức thầy dạy đó
là nhắm mắt chỉ nắm hai tay đâu đem tiền của đem dài hậu non, chỉ có hai con đường tội và phước. Nếu như ai mà đi trúng đó là cái phước đi lên, mình làm nhắm mắt thấy con tiên, còn nếu gặp đó là mê muội ác hôn là về địa ngục liền. Cho nên con thấy cuộc sống đó, mình lo cho cả cuộc đời này, nhưng mà cuối cùng coi chừng là chúng ta nắm hai bàn tay trắng. Có cái anh nọ làm phở hồ 40 năm, bữa nay đó là làm hết nổi rồi, xin phép nghỉ việc. Cái ông chủ nói cái công của anh đó giúp cho tôi thời gian dài thôi, trước khi nghỉ đó anh hãy xây tôi một căn nhà cuối cùng để đi hay nghỉ. Thì ông thợ hồ này nói gì, tôi mệt quá tôi xây hết nổi rồi. Ông chủ nó đang nghĩ bây giờ cái nhà cuối cùng này ông muốn xây cách nào xây. Thay vì cái mấy cái nhà mấy chục năm trước đó ông xây phải đúng khuôn khổ thước tác đàng hoàng do tôi quyết định, còn cái nhà cuối cùng này là do anh quyết định. Anh muốn xây mau, xây lâu, xây dài, xây xấu là quyền của anh. Rồi cái đó anh hãy nghĩ. Ông đồng ý thì ông nói thôi thì nếu được vậy thì cũng xây xây. Cái nhà của ta thay vì lúc trước là xây 6 tháng rồi cái nhà, còn nhà cuối cùng cho mà quyết định nói coi là 2 tháng thôi, sơ sơ gọn gọn được cho nó mau cho nó nghỉ. Rồi đến chừng mà mới có 2 tháng lây quay rồi, nói với ông chủ, thưa ông, nhà đã hoàn thành. Ông chủ móc cái chìa khóa ra, nói cái nhà cuối cùng này là tôi tặng cho anh, đưa chìa khóa ông kia. Ông tức vô cùng, tiếc. Ông nói phải chi mà cái nhà biết nhà của mình đó ha, mình xây chỉ năm nó mới đã. Không có biết. Tại vì suy nghĩ 40 năm nay nhà của ai cũng đẹp chứ, tới nhà mình chứ quên. Xây nhà cho ai cũng đẹp chứ, trang nghiêm gạch lót đàng hoàng 6 tháng tới 1 năm mới dọn cái nhà. Còn tới cái nhà của mình có 2 tháng xây không có lên thẳng lên hình. Mẫu chuyện này để cái lý muốn nói lên thưa cô bác, có chừng cả cuộc đời mình lo cho những việc bên ngoài không, còn những cái mình đem theo của mình không có cho nó chú ha. Cứ lo những việc trong dài, tưởng sanh việc lớn lúc ai lo được. Bệnh đang quằn quại trên giường, thuốc không lo uống mà lo đường lại canh. Đúng rồi, sự nghiệp cái gì cũng có lo nhưng mà tới chết câu Phật không có. Tại vì có hai chồng. Dạ. Hỏi cô làm chi? Có cái nhà để cho thằng út. Chiếc ghe này chi? Để cho cái thứ ba. Năm con lắc để cho thằng thứ tư. Còn cô cái gì bà nói chưa? Cũng bà chưa có trên cái gì cũng để lại cho con, nhưng cũng bà chưa. Tới giờ mà nhập viện á, nằm trong bệnh viện, ở bên kia người ta có tu, người ta đau chừng nào người ta nam mô với đạo Phật, ở đây tàn là bá đau bá chư trời không. Tay đâu có biết niệm Phật đâu mà niệm, đó thì do làm sự nghiệp tương lai không lo cho cái trần gian này hoài. Tại vì không có đem theo được đem, giống như nhà xây cho ta không, nhà mình không có. Rồi bây giờ đồng đạo nó cô ơi, dám cố gắng niệm Phật đi. Bà nói đó, niệm Phật đâu niệm giờ, tàn là bá chư trời không. Niệm trời không à, thường thường cô bán thấy bước trước đau đến niệm trời không à. Rồi người ta khuyên, nó nói cô ơi niệm Phật, Phật cứu độ, còn niệm trời là gây cái quả. Bà nói tại mấy chú ông bị chứ ông Phật ông trời hai ông cũng có chẩn. Ông nào thương nói, mà đâu có phải đâu. Ông Phật đó là có nguyện tâm từ bi ai niệm mới cứu vớt nha. Còn ông trời mình niệm chừng nào là gây quả anh ấy. Có bao giờ ai vui vẻ mà cứu trời đâu, tàn quả của mình mới cứu trời. À không cô bác? Quả bước trước cho mình với chư trời, than thân chấp thuận với chư trời không? Do đúng rồi, cho nên là kiểu tâm mà quỷ hay ma, tiên hay Phật cũng là tại nó. Rồi cuối cùng á, kêu cô á, là hai cái thứ tiếng á, bà nói cũng giống nhau. Anh em ta nói không có giống đâu. Cô bác để ý cũng đồng thời mà cái tiếng nổ nè. Mà cái tiếng pháo nó nổ ra nhà cửa mình nó vui. Còn cái tiếng súng nổ là không dám ra đường, sợ. Cũng đồng thời cái tiếng trống, mà cái tiếng trống mà trường học á, tiếng trống này đánh là vui vẻ, học sinh vô lớp, cha mẹ cũng hớn hở chở con đi tới. Còn cái trống đánh ma đó nha, đánh phình phình rồi tới đâu là khóc tới đó. Nó khác tiếng nhau, không giống đâu. Cũng đồng thời cái tiếng niệm thôi, mà cái tiếng niệm Phật có phước, cái tiếng trời là quả đó. Cuối cùng con nói thôi mấy cha đường ai đi chứ hết biết rồi. Không có biết tu nhưng tới bây giờ khổ, rồi lo nằm ở đó nói chuyện nọ, rồi thấy gì phiên không được, rồi ta đi về. Cái con của bố mình gửi là nọ nó bán số kiếm thiết mà nó vô tới bệnh viện còn hai vé cuối cùng đó, cô bác nó còn hai vé tiếp con, bà bạc ngoài vậy liền. Bà nói cháu ơi còn đuôi 67 không chứ? Bà kiếm đuôi 67 thấy ra lò, nó đủ tiền.
Bởi ông hai nó bệnh đang quằn quại trên giường, thuốc không lo uống mà lo đường lại chân. Rồi tại vì xây cái nhà của ta không có nhà mình chất bớt. Bây giờ bà con cô bác mình niệm lại kỹ xem mấy chục năm nay mình xây nhà ta hay nhà mình. Đa phần là xây nhà ta. Hả chú hai? Nhà ta không à? Mình giờ đâu có ai nữa. Bây giờ là mình xây một cái nhà tẩy bạc, mình nữa đâu đem theo ta. Cũng nhà của người ta, 80 ngôi đất cũng nhà của người ta. Vợ đẹp con ngoan cái đó cũng của người ta. Tại vì nói chung cái gì giả là tính của người ta, còn cái thiệt của mình là như bữa nay là thiệt hết trơn đó chú hai. Nam mô Di Đà Phật, cái đó là thiệt của mình đó, đem theo đó. Bữa nào mà đi đất tình là thiệt của mình đó. Bữa nào đi đám dỗ là thiệt của mình đó. Sáng chiều cúng lại niệm Phật là cái đó của mình đó. Thấy người ta khổ mà mình giúp đó là của mình không đó. Còn tất cả những cái này mình bỏ lại hết trơn là trần gian ngoài. Cho nên là lăn lộn cảnh sống hai triệu đổ, mang mệnh đời hai đẻ mang chung. Lo miếng ăn chạy chột buồn chồn, vì mang giải cuối luồng bận rộn. Lúc nào cũng lo như điệu nhộn, sống trong đời hỗn độn đu nhiên. Trung cuộc là cũng chỉ đem chôn xuống đất. Chỉ có cảnh Phật còn hoài không mất, ấy là điều đang các ước mong. Khuyên thiện nam tín nữ nơi đầm ráng tu cho được thành công tất quả. Chỗ đó rồi nào danh nào lợi nào tình, mất thì thương tiếc được gìn hết hơi. Lo cho đến chết cuộc đời cuối cùng cũng bỏ chứ người nào không. Dầu cho kẻ dốt hay không cũng làm tôi mọi không công cho đời. Đó Phật nói câu này quá chi lý. Làm tôi mọi không công cho đời giống như cái người mà đi làm việc cho người ta mà cuối tới tháng không có cách nào cho mình cũng làm hoài. Ý nói mình làm việc cái thằng gian này mình đổ công sức mồ hôi nhưng tới ngày chết mình không đem cái gì hết. À, bây giờ làm sao đó là chúng ta phải có cái hướng đem theo. Mà ông Phật đó là tới cái ngày cuối cùng ông chọn cái hướng cho mình đem theo. Là ông nói gần dứt thở vững vàng trong trí, vũ sạch không nhớ nghĩ sự đời, chỉ còn lòng nhớ Phật thôi, tức thời của Phật đến nơi dứt về chỗ đó chỗ mình đem theo. À, cái chỗ này là ông Phật đang chờ đợi. Bao lâu Phật cũng chờ đón mãi, nhưng mà nào có thấy ai sang. Bởi vì nợ thế đa non chẳng là cũng dẫn bước sang bên này, cái gì cũng đổ thừa. Hỏi quy tu nói chừng nào làm xui cái hả tu. Đợi hoài tuyên tu chừng nào căn nhà hai lầu hả tu. Chừng nào sống ba chừng cũng đắt hả tu. Rồi biết chừng nào hay. Cứ hứa lặng hoài. Kẻ viên tu trần chờ để tuổi, già viên tu chưa gọi để tu. Hết xưng rồi lại đến tu, cứ làm lựa mãi già mất quan. Giờ cô bác mình cái ngày ở đây nhận mặt như thế này, con bảo đảm cái tương lai của mình cao quý lắm. Bởi vì đây là cái phần mình đem theo nè. Đức Thầy nói là muốn lên tiên được cảnh tiên, nấc thang vinh hạnh Thầy nghiêm cho mình. Đà, Thầy nhắn mặt là 75 năm rồi. Ngài hứa là ít lâu ta cũng trở về. Và khi Ngài trở về đó, Ngài kiếm con hình đức dắt về. Trở về đã Ngài tìm kiếm tín đồ đệ tử nào tu tinh tấn ngoan đạo, rước về bên kia hết khổ, thưởng những người trung nghĩa dạy toàn. Còn nếu như ai không tròn bổn phận là Đức Thầy hay là xử những kẻ hung hăng tồi tệ. Rồi khi mà Ngài Thầy thưởng đó, cái cặp thứ nhất đó là bao la cảnh Phật tổ tiên tập ba liệu đức phụ yên hai màu ngũ dân năm sắc năm màu kỳ quy nọ phụng lao sao như mình gian ghề sấm nổ chuyển lưng kiển tiên lộ vẻ là vui mừng cha nhau. Mình với Thầy gặp nhau giống như một tử xa cách ra bấy lâu nghĩa nọ tiêu mòn ngày nay hiện mặt hết còn thở than. Rồi khi cái dùng thất sơn hé bài Đức Thầy giới thiệu phương nam dạ ngọc chói lò lưu ly hổ phách mấy tòa đài cung. Đấy chi mà hay đúng rồi, mình không những cái ai trong đây chú hai, dành cho kẻ lòng trung cánh trực quân cùng thành nắm nước vui tươi liên qua đua nở nụ cười nước tôi trung tâm chào người chân tu. Đó là cái mặt thứ nhất nha. Màn bí mật non đài khi chén kẻ lành tâm hãy đến mà xem. Chỗ này lành tâm mới được nha. Ngọc muôn màu kết tụ làm ghèm lầu dạng nóc nước xem mỗi mắt. Hương vô tận bay xa nồng nặc, gốc thần tiên là khắp gần xa. Nơi đâu mà chẳng có qua, mỗi qua có hàng ngàn. Chẳng quý báu nghe trên mặt đất, chẳng xa xôi như vật trên trời.
Hồi trước giờ cô bác thấy Phật thiệt chưa? Chưa. Con cũng chưa thấy. Thấy Phật giả đâu mà. Thấy ông Tâu Thanh đóng vai Phật Thích Ca thấy Phật giả thôi. Nếu Phật giả mà còn có hồng quang hay sao gặp mình cũng xá. Ngọc Quyền đóng quan âm biểu thiện cũng ba giờ vèo thấy mình cũng muốn lại mô cái giả thôi còn nam gì. Nửa sao đều Phật thiệt cô bác nó vui lắm. Bao la cảnh Phật cõi tiên tầng mai liệu chúc hủ duyên theo màu. Ngũ dân năm sắc năm màu kỳ quy nộ phụng lao sao chứ mừng quá sức là chúng ta. Cho nên thầy nói là gắn công tu xem nhiều phép lạ của thần tiên trừ lũ môn đồ nào đô là thấy nhiều cấu xô chớ ham mến mà sang lâu lý hay hoặc là khuyên bổn đạo chứ nên mê ngủ thức dậy mà tầm đạo tránh của khùng đặng sao xem liệt quốc tranh hùng với báo quý lầy đầu tư tốt. Tức là cái cảnh sau này quy hoàng nhưng mà đó là phần thấp thôi nghe. Còn có phần trên ấy, thầy giới thiệu nè cảnh tây thiên báo ngập đầy lầu luôn, báo ngập mà đầy lầu. Ở đây mình kiếm chỉ không ra mình nó đầy lầu luôn. Một chỉ ở đây mình bằng cũng không một hai tháng trời mới vô chỉ mà biết được không, ba cái mùa cũng biết thì kiếm chỉ cũng chẳng ai cũng ai mấy câu rồi khó lắm. Nhưng mà đức thầy nói sau này là báo ngập đầy lầu gán tu tỉnh tìm nơi an dưỡng kẻ hiền đức sau này được hưởng cũng ai đâu vô của mình không cố gắng đi rồi nữa sau này đó mấy cô khỏi cần đi xem đa nó cực lắm nữa sau mình đi xe tim thuận hòa trong họ đời an lạc tình em xe tim thấy rất dài ngon lành không rồi không có còn mà đi gió giọt đi tàu công an đường thủy giao thông chạm dừng hoài nữa sau đi làm thuyền bắt nhã luôn. Ước sao mà thuận gió bờm trương đò bát nhã nước con như nắng ngày vui tươi cũng đà lố bóng có sao đời còn mãi xa xưa không tìm thầy đặng hưởng phước thừa ngày lập hội tay viết nhà quế trao thân phận dặn cho hiếu để thỏ dạ thầy nơi chốn mới gặp à, ở đây mình tốt đẹp thì ở trên kia đức thầy vui lắm. Bữa nay cô bác mời niệm Phật ở cực lạc Tây Phương đức thầy biết nha. Thánh tiên dừng nhích miệng cười chúc mừng cảm thấy có người thương chúng. Vậy thì ở đây con muốn nói là trần gian này đó nếu không tu thì mình lo xây nhà cho ta không? Tu là mình xây nhà cho mình. Nhưng mà nói vậy cuộc đời này mình không thể bỏ luôn. Đất cát cũng dường khi cái gì mình có đó thì chúng ta cũng giữ phải có mình bỏ không được. Mình có mình cũng phải làm. Có vợ cũng phải chung thủy với vợ, có con cũng phải lo cho con. Nhưng mà nhớ nợ thế, âu toan tròn nợ thế. Còn bên kia đường tu phải xếp dự được tiền tu. Lo vợ, lo con, lo nhà, lo cửa, cái nghiệp mà đó nghe. Một mặt mình phải lo trả, nhưng bên đây mình cũng phải tu. Đó, gì mới được. Thì bây giờ có cái nhà hai lầu, cũng phải ở trong nhà hai lầu. Nhưng mà mình nhớ niệm Phật tới ngày mà tưởng thành có cửa, cái ngày mà về cực lạc Tây Phương đó, nhớ được có nhớ hai cái lầu thì con được. Thấy không? Đó, nhớ ai đi đọc Phật chứ nhớ hai từng lầu là ở lại ở cái nhà đó nữa. Còn bình thường bây giờ lão vợ chồng đó mình phải thương yêu nhau phải thuận hòa cho đến tháng rồi tới khi mà Phật cước đó nhớ được có nhớ má một tí được con cái đúng là nhớ má một tí thì đầu thai trở lại với má một tí nữa. Thì bây giờ trần gian này đây là cái giai mình đóng mãn tù mà thôi không đóng nữa, đóng nữa nó khổ lắm. Rồi cái gia diễn này nó quá lâu năm lâu đời nó khổ lắm rồi. Ông kia nói ta bà lắm khổ, đọc con giảng thầy mà ông hiểu chứ. Ông nói ta là tôi là bà đó. Có tôi có bà cũng có khổ. Bây giờ tôi chỗ bà chỗ. Cá làm ra con khôn vợ chồng già thương hết có vô không gì. Thế thì ý nói là bây giờ đó là chúng ta có cái nghiệp gia đình nó của cả thế gian thì cũng vẫn làm. Rồi cái nào của mình là chỉ của mình. Cái nào bố thí là bố thí. Cái nào của vợ của con chia phần ra để chúng ta có một đời với Tây Phương. Chứ cuộc đời này nếu mà chúng ta cứ nắm cứ mãi hoài thì thưa cô bác không đi đâu khỏi nữa. Cứ cô kia cổ đi chợ về mua cho thằng con 7 tuổi cái hũ kẹo. Đưa cái hũ kẹo nó mừng. Bà đi vô trong nhà thì ngoài này nó khóc. Không biết dụng gì chứ. Bước ra ngoài nhìn thấy cái tay chứ cái hũ kẹo. Tại vì nó mở cái nắp ra đó. Nguyên cái bàn tay nắm hũ kẹo nó giật ra thì cái miệng kẹo nhỏ cầm tay nó lớn thì ra đâu có được đâu. Cô bác mình nhìn cái mường tượng cái hũ kẹo đi là biết liền à. Để cái tay động nó nắm cái nguyên cái nắm kẹo này mà kéo qua đâu được, mắc kẹt cái cụm này rồi.
Bà mẹ bà biết rồi, bà nói bí à. Dạ con muốn lấy cái tay ra dễ dàng nó đau, con mới dẫn mẹ, con muốn mẹ chỉ con đi. Nói nếu mà con muốn lấy cái tay ra dễ nó đau thì con buông cái nấm kẹo đi con. Buông cái nấm kẹo thì xuôi cái tay ra mới được chú hai, còn cứ nắm hoài thì làm sao được đâu. Hả mấy cô, đây là cái lý nha. Con mới lý không đó. Một đời này cái gì mình cũng nắm hết trơn là chỉ ở đây. Cảnh thế gian dục thể chốn ao tù trong biển khổ mấy mà thoát đạo, ở đây cứ nắm hoài. Cho nên đó là Đức Thầy ngài nói trong câu dạng quý nhất mua một dê uống hỡi cô, uống vô bổ khỏe chị nhiều chứng không. Mà cái bệnh của mình là xưa giờ cái bệnh mà không tùy đó, nếu cái bệnh mà không bại đó, không tùy nó cái tai méo thì cứ vô hoài, méo vô không, vèo vô hoài. Cho nên bây giờ hết cái bệnh không tùy nó chịu thấy nha. Phải không chú? Rồi không cùi là mình cứ méo cho hoài nha. Bây giờ phải trị hết cái chiếc phong rồi phải thẳng cái tay ra, tả ra mới được. Muốn làm Bồ Tát là phải tát cái bộ. Còn cứ méo cho hoài, cùi gì kiếm này hoài làm sao đi đâu được. Cho nên cái hũ kẹo này không cung nha. Nắng hoài là ở đây. Nha. Đây là mấy cái ý đạo của nó luôn á. Nha. Cho nên cái mẫu chuyện mà bên thầy đó sẵn chú hai nhắc con nhớ lại là bà năm bà sáu tới chính thầy dạy quy y. Mà trước tiên á, là cái bà năm bà tới thưa thầy dạy con cái cách tu hành cho mau. Thầy nói tôi thấy bà ăn chay cũng được, rồi bà cúng cũng được, cũng có cái bà sám sạch lắm. Hỏi thưa thầy sám sao không thấy anh em bên sám kiểu mưa bộ thầm. Hỏi thăm mưa bộ gì mà các con đó thì tham mô như là bà tự chân sáu dài xuống. Thầy nói đồng đạo ta xá vị ta chúng, còn riêng cô xá vị cô sai. Mấy người nghèo xá vị được, còn bà giàu bà xá tôi nói cái chặt lắm. Ủa sao vậy thầy? Bà phải xá gì mới được nè. Đây nè, người ta đó nhé, người ta xá ta xuống 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 bà xuống móc ra. Bà nghiệm hồi bà nói thưa thầy, của thầy dạy con về nhà lo bố thí hả thầy? Thầy nói tín đồ mà hiểu với thầy tín đồ giỏi đó. Tại vì bà năm bà giàu quá giàu, bà càng bà thông dung không vui. Đúng rồi, bà có cái nguyên cái vựa lúa mà Nam Mô dây sắt đo dùng không, một công bốn dạ hốn luôn chẳng trừ. Rồi cái kiểu đó tàn là thông vô không à. Cái kiểu đó kiểu mà không cùi móc vô không là làm sao thả ra được. Dầu người có ra công tu luyện mỗi ngày lo tụng niệm ba thời mà tánh tình ích kỷ không trời thì khó thể nổi mấy. Đó, cho nên á khi tới đó xong là bắt đầu quay qua cái bà sáu. Thưa thầy, vừa qua dạy chị năm giờ tới thầy dạy con. Thầy nói tôi đâu có nhận nhìn cô là tín đồ của đâu mà tới nhờ. Thầy nói xong là bà nghe cho bác sĩ. Tại vì thì đồng đạo bây giờ ta không hiểu gì nhiều chứ. Chút xíu á thì Đức Thầy mới lấy nước dưới vào mặt cô mới tỉnh lại. Thầy nói này, lần đầu tiên chư thần cảnh cáo, lần thứ hai chư thần giặt chết là tôi không có can nha. Cô về nhà, cô lặn hết trơn cái thánh giảng thi danh toàn bộ của tôi. Chỗ nào tôi dạy cô chữ trầm, chỗ nào tôi dạy cô quét bằng thợ vào trầm. Cô dám làm việc đó, người ta mét tôi trên. Bỏ miếu máu trên mà nói thưa thầy, của thầy biết hết trơn hả thầy? Mà cô bác hỏi thầy biết không? Sao không biết được? Thầy nói tâm linh mắt thánh xem ba cõi 28 trên trời là thầy thấy hết trơn, giống như trong lòng bàn tay. Cái nhà bà sang cái gì? Rồi bây giờ đó, mới hỏi bà mới kể là thưa thầy, sẵn đây thầy biết rồi, con kể cho đồng đạo bà con ta nghe. Cái ông chồng của cổ đó là đạo Cao Đài, An Giang thắng 10 bữa. Tôi là đệ tử của thầy, ăn chay thánh 4 ngày mà tôi ghét cái đường rượu. Mỗi lần mà uống rượu về nhà tôi nói chuyện ông không trả lời, hồi tôi chửi ông luôn. Tôi chửi ông mà tôi chưa có đã cái miệng tôi. Tôi vô tới cái chỗ thờ nha, dùng lưng gương bông nha, cái tay tôi đùa. Đùa lưng gương mặt thờ ông bà. Rồi ông chồng tội nghiệp, ông nói tiếng nào chứ. Ông khoanh bàn tay lại như chân 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 với thầy, ông mấy ông mấy cái chân chân thôi là hai gì đó mà thầy biết hết trơn rồi đó. Thưa ông Tư, vợ của tôi là tín đồ của ông. Ông dạy đạo chồng vợ thuận hòa cho đến tháng, mà nó tu cái kiểu gì mà đạo chồng vợ cử lộn hoài đến tháng.
Ví dụ tôi sai, nó nhắc nhở đạo lý tôi nghe cái gì, nó chỉ cha mẹ tôi nhìn được, bây giờ nó quét bàn thờ cha mẹ tôi xuống đất hết trơn. Tôi mét ông dạy tín đồ của mình. Bao nhiêu đó là đức thầy ở Sài Gòn. Đó, cho nên làm sao? Cho nên đức thầy ngài cho biết đó ha, là dù cho Phật ở Tây Phương ở đâu đi nữa, nhưng mà nhìn soi thấu được từ tham niệm vị trí sinh hết trơn rồi. Nhân dân tư ngữ, thiên dân như lôi, ám thách quy tâm trong cái điện. Có nghĩa là con người mình nói chuyện tiên á, là ông trời ông nghe giống như điện, tiếng sấm nổ. Còn trong tâm mình nghĩ thần kính á ha, ở bên trong thần thánh, nhìn giống như mà làm điện chết, làm sao giống được. Cho nên là kể mình cái việc làm tốt đi, hay nói sao nói, hay biết thần kính. Mình đừng sợ mắt mặt mọi người nữa, mình sợ mắt cái mặt mình không gặp thầy, sợ là điều đó thôi. Nên ở đây đó, thưa cô bác anh chị em, chúng ta muốn về cực lạc quê xưa cảnh cũ của mình đó, thì chúng ta nhớ mình xuôi cái tay anh nhé, nhớ cái này xuôi xuống chứ không sáng không vô, sáng không ra chị hết thì mình không ngồi cái tay ra nhớ. Rồi phải xuôi cái tay ra, không có nắm con hũ kẹo nữa, nắm hoài rồi chúng ta ở cái cực đó, đó là phần thứ hai. Bây giờ cái phần thứ ba đó, mình hãy chọn cho mình một cái hướng đi, chọn cho mình một cái con đường để chúng ta trở lại cái ngày cái thầy dạy giảng kinh đọc tụng chiều mai, làm theo lời chỉ ngày ngày gặp ta. Ví dụ cô bác tới nhà của chú Năm Nhật Phật thì mình cũng phải sắp xếp được cái đình, chúng ta cũng phải đổ nước xăng đặng chạy tới đây, đúng không? Rồi dặn con cháu ở nhà công việc sao sao đó, được gì cái tâm mình thanh tịnh thanh nhiên, cái gì mình cũng có chuẩn bị cái thần trang ở trên á, thì mình sống ở đây nhưng chúng ta chuẩn bị cho mình cái chết. Mình đang tu đây, mình chuẩn bị cái ngày của thầy trở về, mà cái ngày thầy về thưa quý vị ở đây mình không biết ngày nào. Nhiều khi mình tới thầy về cũng không chừng, ngày mai thầy về cũng không chừng, nhưng mình phải thủ trước lo tu cho đàng hoàng, chính chắn người tín đồ đi, chút xíu có thầy về mình cũng không sợ, không lo. Con nói giống như bài học đó, 10 phút hết giờ, nhưng mà nếu chúng ta làm hết 5 phút để đó thì dịch sao? Dịch nào cô giáo cũng nộp bài học, còn mà tới phút thứ 9 mà bài mình chưa xong lúc đó hồi học, tới gõ cái ben mà bài mình không gòi lúc đó mình sợ. Cái ngày thầy về mà đạo vợ chồng mình không xong mình, cái ngày thầy về mà mình đối với Phật pháp không tròn của mình, nên làm sao mình phải chuẩn bị cái ngày mà tử thần gõ cửa mà nam mô thì hoặc mình không tròn mà chữ trời không đó. Con nhớ là một chuyện, có cái ông già ngồi trên máy bay 80 tuổi, khoảng 100 hành khách đang chạy một hồi, cái phi cơ nó đảo lộn. Ông tài công cho hay là phi cơ có vấn đề, bà con cô bác chuẩn bị tâm lý có gì không? Bác sĩ kỹ sư dân gian ông nào thấy nhớp đứng lên, máy bay nó lạng, nó có gì phóng đây, kể giò cũng còn cái mạng. Ông già 80 tuổi ngồi trước, chú hai im ru. Máy bay nó đảo như đảo, ngồi bình thường, không gì xảy ra. 15 phút hồi sau, nguy cơ ổn định, tài công cho hay là bà con trở vị trí đất này không sao, chỉnh sửa an toàn. Ai cũng trở lại cái chỗ ngồi, xôn xao mừng, hớn hở. Nhìn là ông già trước cũng không im ru, không có gì xảy ra. Hồi nãy nó đảo lộn không có gì, mà nó bình yên không chữ gì. Thì cái ông mà danh nhan không lợi không nhắn nó chưa tắt, hồi nãy nguy cơ nó đảo lộn không thấy ai, người ta cũng sợ chứ cũng lo chứ, còn sao viên phát không thấy không lo không sợ chứ gì. Ông nói tại vì tôi lo rồi cho nên tôi không sợ, còn mấy chú chưa lo cho nên cũng sợ. Ông nói con này tôi không hay đời thôi mà thấy hay. Ông nói tôi lo rồi cho nên tôi không sợ, còn mấy chú lo chưa xong cho nên mấy chú sợ đó. Nếu nói gì có thật sự, bây giờ là 80 tuổi, vợ con nhà cửa cái nào cũng sắp xếp rồi, mà chút xíu nguy cơ nó còn lặt đi nữa, ông cũng ra đi cũng khỏe, không còn sợ. Còn mấy chú bác sĩ chưa rồi, kỹ sư chưa rồi, sự nghiệp chưa rồi, chứ không sợ. Đời thôi, người ta lo chưa xong, ta còn sợ, còn không nào lo rồi, ta yên tâm. Còn mình tu thêm của bác, mình có trách nhiệm nam mô như là Phật, tử thành tới giờ nào mình cũng không sợ chứ, tại mình đã có tròn nam mô như là Phật. Còn tử thần tới khi niệm Phật mình không biết niệm cái gì trên mình rồi thua. Cho nên ở đây đó
là mình phải làm sao mình được trước, chuẩn bị trước hết cho. Không biết ngày mai có ra sao, dù có ra sao đi nữa mình chẳng có sao, là tại vì mình ngủ trước cho mà. Nhân đạo mình cũng tròn, Phật đạo cũng tròn. Đối nhân xử thế, đối bè bạn, đối với Phật pháp mình hết lòng. Ngày mai thầy có về hoặc ngày mai tử thần có tới đi nữa mình cũng không sao, tại mình lo rồi. Còn ở đây mình lo chưa xong, cúng lại tôi nói cúng thời nào nó chứ quốc thời đấy. Thời nào đang cúng niệm Phật mà nhớ ba cái lúa không? Nhớ niệm Phật mà nhớ ba cái nợ không? Đang ngồi chắp tay mà nhớ dâu cái chữ mình ngày qua rồi cũng chua luôn. Mấy cái này là mấy cái chưa có rồi. Làm sao câu Phật nào đó phải cho gọi câu Phật. Cô bác anh chị em niệm Phật, cô bác biết niệm cách sao bảo Phật có nghe không? Niệm Nam Mô A Di Đà Phật mà nơi cực lạc Tây Phương Đức Phật nghe rõ ràng là mình phải nghe trong lòng mình trước. Mình niệm mình nghe từ tiếng từ lời là ở trên kia Phật nghe hết. Còn đây mình niệm mình không nghe được thì ở Phật ở trên không nghe. Thì thầy nói tuy rằng vô hình chế nhân trình đáo lai, tại vì tâm tức Phật, Phật tức tâm, tâm mình là Phật, Phật cũng là tâm mình. Mà nếu như mình niệm rõ ràng Nam Mô A Di Đà Phật từ rõ ràng, từ cái giống như cái tiếng chuông á, là Phật nghe rõ ràng. Tất cả tấm lòng thành gồm vào câu niệm Phật, khi niệm ấy phát lên là gian gần trong kỳ đất, là mình nghe. Đừng mê trái sạch không, biển khổ lấp bằng mặt, chỉ trong cái quát nhiên thấy rõ tâm tới Phật. Còn nếu như mình không nghe nó lọt xạ cho nó không kết quả. Ông Phật mới niệm đầu thì Phật, mà đuôi ma, đuôi ma đầu Phật, lộn da đủ hình, niệm như thấy uổng công trình. Nam Mô với đầu Phật, mới đầu là Nam Mô là chánh niệm, còn cái đuôi đuôi sao nhớ má một tí ở nhà, biết ba cái lúa trong này trời chỉ mưa nó có cào vô không, cái đó đuôi sao ma rồi. Đuôi ma đầu Phật lộn ra được mình. Còn có khi đó mình niệm Phật ở đây đó, thưa cô bác, cái tâm hiền, nhưng mà về nhà nhiều khi cái tâm mình nó không còn như lúc niệm Phật. Bởi con nói làm sao mình ở đây mình hiền, về tới nhà mình cũng hiền, ở đây mình trang nghiêm, về nhà cũng trang nghiêm. Ra về tới nhà nó luôn khó lắm, con nọ con niệm Phật niệm giỏi lắm, thời nào ngồi 40 phút đồng hồ hay là con ngồi hai xã cả cũng không sao. Ai cũng khen cô niệm Phật hay quá hay, mà nói chừng về tới nhà chuyện lát nó xảy ra. Về bữa nọ về sớm dâu nó cơm trễ, bắt đầu bụng quá, bắt quạo, bắt cự. Nó nói tao đi niệm Phật mà cơm ở nhà mà nấu không xong nữa. Mà cứ vô cứ ra hoài, cứ nhăn nhăn hoài. Con dâu nói má ơi, ý là bà niệm Phật á, bà còn nhăn con, phải bà niệm Phật cái bà chửi con luôn á. Bà nói cái nào ra đấy mày. Bây giờ lúc nào tao niệm Phật, Phật tính cho tao, còn nào tao chửi mày mày biết cho tao chứ mày đừng gắn vô. Mà vừa cũng chở bà niệm Phật hoài. Ở bên kia cô nọ cũng niệm Phật nghe, mà cái cô nó có hiền lắm. Con cái sao cổ chạy rồi có khi cổ tha thứ thông cảm mát dịu lắm. Còn bà này cũng đang niệm Phật chứ mà còn lửa không chứ lắm. Chịt cái là dân cá lửa, còn cô kia cũng hiền. Bữa nọ hai đứa con chở hai bà có má niệm Phật. Cái lúc mà hai bà vô niệm Phật xong rồi hai đứa con gái ngồi nói chuyện nhau. Thấy cái cô mà có cái bà vợ chồng mà quả hoài đó, hỏi chị tiền. Không biết đó, ông Phật của má chị sao, chứ ông Phật má của em kỳ quá à. Anh dâu nó không tu, nó cũng khờ, nó không biết đổ cho ông Phật. Ôi sao mà ông Phật má em sao mà má em kỳ kìa, bảo bảo quá, bảo bảo kỳ quá. Bây giờ nếu mà má Phật của má chị hiền, bây giờ là lên chị giới thiệu thì má em đi đã sang qua Phật của má chị cho má hiền. Chứ mỗi lần bà niệm Phật về nấu cơm trễ thì bà còn nhăn má tự. Thực ra ý đây muốn nói lên đó, niệm Phật đó là phải hiền, niệm Phật đó là phải thương con, niệm Phật là phải yêu hết mọi người. Chứ mình niệm Phật từ lúc đó đến chừng về nhà quạo với dâu với con đâu có được. Nên là ở đây Đức Thầy dạy mình đó là Tây Phương đua nở hoa liên, chờ người hữu phước niệm liên phải từng hoài. Phải có từ bi, phải có hiền lành. Còn bây giờ ở đây mình giữ rồi nữa, Phật trước thì chẳng cũng giữ chứ. Ví dụ bây giờ con nói con bác ở đây đạo vợ chồng mình cứ giận hờn hoài, mặc dù niệm Phật giỏi nha, nhưng mà cứ giận hờn hoài, chứ dù ông Phật cũng nước gì cả nó trơn đi. Rồi đi quay cái hai chồng cũng giận hờn nhau, cứ cự lộn với ông Phật cũng giận đâu, ông không giải bằng. Giận đâu rồi mà can thiệp không tại, cái tính ở đây giận hờn gì cả nó cũng giận hờn. Rồi ví dụ ở đây mình còn cái lòng tham đi,
ông Phật ông ước gì trởn thì lòng tham chỉ còn nguyên. Ở đây mình tham ít gì trởn, tham còn dữ hơn nữa, tại trởn vàng nhiều đó. Rồi rất bằng vàng, thắng một bằng trâu. Ở đây gặp vàng ai chỉ cho mình hốt nên gì. Ở trởn đỡ Phật đi thuyết pháp, lẽ nào ba bảy báo có trởn sao được. Cho nên không được. Rồi ví dụ đây mình ghiền cái gì đó nghe. Thưa cô bác, khó đi lắm. Mình ghiền ở đây đó là ông Phật rước gì trởn đi nữa, mà cái bệnh ghiền mình cũng quay trở lại. Nó có ông chú nọ, ông mua vé đi Tây Ninh. Mà cái ngày thứ nhất đó là ông đi được, qua tới cái ngày thứ gì ông rất đi gần cuối cùng, đi tới đâu là xuống mình. Bà già 80 tuổi cũng qua mặt nó, mà ông mới có 60 nè. Rồi ông chính đoàn hỏi chú sao mà ngày qua ông khỏe, bữa nay xong đi dở quá, bà già 80 tuổi cũng qua mặt. Ông nói cháu ơi, giờ với mày qua nó thì ở nhà nội thị mày tao tốt lắm, ai khổ là tao giúp, ai nghèo là có mặt tao, nhưng mà qua có cái gì thật đấy. Sáng bữa nào cũng cử hết nha. Cái ngày thứ nhất nó đi với mày còn ở dưới chân tao mua được, còn hai ngày nay tao lên núi là không có miếng cà phê nào biết. Cho nên giờ cái cơn ghiền nó tới rồi, nó thấm tới cuộc gian rồi, cho nên bây giờ tao hết sang hết chết sao lỗi nào. Cái anh chuyển đầu nó kèm, nó tưởng nó vụ gì, cái vụ này nó dễ quá mà thôi. Bây giờ ông ngồi đi nghỉ mệt đi, con nói mấy cái đại hậu cần nó đi xuống dưới mua cho bác một ly, còn phải đen. Ông quát lại, ông nói con à, mày nói với cái cháu đó nhớ là nói với chủ quán pha đậm đậm giùm tao nha mày. Tại qua giờ chưa một chiếc nào. Nó chừng mà mua được một phần mới đen rồi, ông hút vô đấy giống như mà xăng nó phục hồi lại. Rồi ông qua mặt bà già vù vù trở lại. Thì cô bác thấy không? Ý là ông đi Tây Ninh thôi mà ghiền phải đen đi mà không được. Còn đây mà ghiền mà đi Tây Phương mà ghiền đủ thứ sao đi hết chú ha. Phải không mấy cô? Ý là đi Tây Ninh thôi, ra tòa thánh Tây Ninh có hơn 100 cây số thôi, mà ghiền là phải đen lỗi còn không nổi đó. Còn được là 10 muôn 8 ngàn dặm mà còn ghiền đủ thứ thì sao thì không được. Nên là trong khi muốn lội qua sông, các điều mắng nhánh lập thầm bỏ đi. Và con kể câu chuyện này nữa, mình sẽ kết thúc nha con, cảm ơn phép của bác con đi núi nữa. Dạ, tại bữa nay là cái ngày đi núi, cái ngày đòn tới núi hết trơn rồi. Con thì hứa với chú Năm cũng lâu quá rồi đấy, cái nhân tình của chú Năm cũng tốt, cho nên sẵn một là tới gia đình, hai là thăm bà con của bác luôn. Rồi con nói cái đề tài này xong, con xin phép của bác, rồi con chào quý vị kính lễ, con lên núi liền, con khỏi ăn cơm, tại vì nãy mới ăn cháo cũng no rồi, đòn ở trên cũng đang chờ. Thì giờ con kể cái mẫu chuyện này nữa nha. Nói cái cô này cổ tu mới có 5 năm, mà đối với cổ cái chết cũng tự tại nha. Chết là người ta tự tại, ta không có sợ gì chứ. Cái người tu mà muốn đi cực lạc Tây Phương, con xin đưa cô bác, mình còn sợ chết là chúng ta đi không được. Tại vì có ai mà đem cái thân này về cực lạc được không? Có. Phải bỏ thân này mới về cực lạc. Ai tu mà sợ bệnh, sợ chết là chúng ta đồng thời cái nghĩa là mình sợ đi, mình sợ gặp Phật hay Di Đà, bỏ xác chúng ta mới về bệnh. Cổ tu 5 năm, mang cái bệnh gì lạ quá, đi ra thành phố bác sĩ khám xong, bác sĩ nói bệnh cô kỳ quá, chờ tuần sau đi khám lại lần nữa cho biết kết quả. Thì trong lúc một tuần đó, cổ mấy ở trong cái chỗ bỏ quà là làm từ thiện, anh em ta hỏi cô hay làm gì, cô nói bệnh đi khám rồi bác sĩ, hèn đúng một tuần nữa, khám một quận nữa mới có lấy kết quả mấy bệnh. Thì tuần sau đó là cổ khám xong, bác sĩ hỏi cô chuẩn bị tâm lý chưa, cô nói dạ thưa xong hết rồi. Hỏi lần nữa cô chuẩn bị tâm lý vững vàng chưa, cô nói thưa bác sĩ cứ nói đi, chuẩn bị. Bác sĩ đưa cái miếng giấy cho cô và kết luận cô bị ung thư thời kỳ cuối. Nếu như nhanh là 3 tháng, chậm là 6 tháng, khỏi uống thuốc. Cổ đọc miếng giấy xong, nghe bác sĩ nói rồi, thở một cười, thắt cái miếng. Chứng vàng, không sợ gì hết. Về tới Bảo Hòa, anh em gặp cổ, đặng chờ coi kết quả làm sao. Mà nét mặt cổ hân hoan lắm. Cổ gặp đồng đạo, cổ vui, cổ cười. Rồi hỏi cái chị vậy, cô, bác sĩ nói sao, cô khỏe không? Cô nở nụ cười, cô nói giấy nè, coi đi. Không trả lời gì, giấy nè, coi đi. Mà nở nụ cười. Cái ông kia ông coi giấy, bác sĩ kết định đó là ung thư thời kỳ cuối, 3-6 tháng là phải đi.
Ông kia ông nói: chàng ơi, cái bệnh của cô chết mà sao cô không sợ rầu lo chứ gì? Sao nở nụ cười? Cô nói: rầu thì mà rầu, mình phải vui mới được. Chừng tôi ở tù 65 năm nay rồi, còn có 3 tháng mới mãn hạn rồi, không lẽ là khóc muốn quay trở lại trong tù nữa hả? Nghe cũng nói cái lý nè. Nói tới đây rồi đó, đồng đạo người ta nói: chàng ơi, tôi tu 20 năm rồi chứ, ở tù 65 năm nay là ý nó là cổ sống 65 tuổi, còn có 3 tháng nữa mãn hạn, nhưng 3 tháng nữa là chết rồi, là hết cái khổ rồi. Sống một ngày nào là ở tù cái ngày nấy, cảnh thế gian là đại chúng không tù. Cổ nó còn 3 tháng nữa mãn hạn là hỏi mấy cô mừng hay là chết, nó là buồn. Giống như cái người ở trong tù mà ta kêu án là 3 tháng nữa ta cho về phép, ở tù mấy chục năm rồi 3 tháng nữa về hỏi mấy cô mừng hay là giàu. Nếu như ai gầu lo đó thì phải ở tù nữa, còn mình nở cái nụ cười đó mình mới chấp nhận, mình mới thoát khỏi cái tù. Vậy thì chỉ có con đường chết này mà có niệm Nam Mô Di Đà Phật đó là thoát khỏi cái tù. Sát thân nhất định gã tình, cổ tiền nhất định bỏ mình ra đi, thôi thì hãy sớm quy y, đường về xứ Phật không còn tử sanh. Và đến đây chúc cho cô bác anh chị em mình giữ tròn đạo hạnh, cũng như con cũng sẽ đương theo cái thương tốt của cô bác. Con nói bây giờ đó, hiện tại là con gặp với cô bác lớn tuổi thì con tính lắm, là tại vì cô bác một bời lo tu mà đâu còn nghĩ gì nữa chú hay, đâu có còn tình tứ yêu đương, đâu có còn như cái tuổi trẻ nữa đâu. Tuổi trẻ nó còn bùng bột, còn lo này lo gì kia, nó móng này móng nọ, lên Facebook nó lướt lướt rồi, còn cô bác đâu còn lên Facebook gì nữa, giờ chỉ còn Nam Mô Di Đà Phật chờ đến ngày đó. Cho nên đây là những cái hạnh cá nhân, con sẽ nương theo cái hạnh của cô bác mà Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Di Đà Phật. Chừng nào cô bác mình có đắc đạo trước, nhớ giúp con đi nghe. Rồi, chúng ta xin hết Nam Mô Phật.